nó bự lên. Thì cái bài này á, là người ta sử dụng cái whole genome sequencing, nhưng mà người ta nói whole genome thực chất là người ta làm target sequencing ở trong, rồi người ta làm exome sequencing ở trong nữa. À, whole genome sequencing á, nó chỉ có 34 cái case thôi đó, còn lại 300 mấy cái case còn lại là nó làm target sequencing, exome sequencing. Rồi đây á, nó làm cái epigenome, thực chất là làm cái denementation đó, nó sử dụng cái 450k array đó để nó phân loại mấy cái subtype của cái gan, đúng không, ung thư gan mà đường mật á. Ha, thì ung thư gan đường mật là cái gì, nói thiệt nếu mà Hiệp không nói tôi nghe tôi cũng không biết là cái đó là cái gì. Ha, để đây tôi cho mọi người sơ khởi thấy được là cái chữ này á, đó là nó viết tắt của cái CCA này. Ha, thì trong CCA á, cái này là cái gan của mình nè mọi người. Ha, thì cái gan của mình á, thì nó có mấy cái ống đó, mấy cái ống dẫn ở trong cái gan đó đó, thì là cái thay vì ung thư của cái mô gan thì này ung thư cái ống dẫn đó. Cái ống dẫn cái gì tôi không biết, tôi chỉ biết nó là cái dạng mô tissue ống dẫn đó. Đó thì nó chia làm hai cái, một cái ECCA với lại cái ECCA này đó. Đó thì trong bài này là nó không có chia theo cái kiểu ICCA, ECCA mà nó lấy hết cái từng tật cái này và nó sử dụng cái genetic, có nghĩa là whole genome sequencing đó, với lại epigenetic mà nó phân chia. À, thì có một cái điều ở đây đó là cái lúc này mới đầu tôi không biết lúc infection là cái gì, bởi tôi phải Google thử là như thế nào. Có nghĩa là người ta chia chính cái CCA nha, không theo cái hai cái cục này, mà người ta chia cái CCA này theo cái là có bị nhiễm cái con lút này và không có bị nhiễm. Hả? Thì nó cái con lút nó là cái con gì, là tôi Google thì biết được là nó có, giống như là dịch ra tiếng Việt nó là cái gì vậy mọi người, con lút này nè. Sán lá gan thì Ừ rồi, cảm ơn em, sán lá gan cảm ơn Hạnh. Mà sáng lá gan mà tôi cứ nghĩ nó sẽ bự lắm đúng không, nhưng mà nó nhiễm ở trong gan được, hay quá ha, tôi không biết luôn, tôi cứ tưởng là nó sẽ có trong ruột đúng không, trong bao tử ví dụ vậy đó, mà ở đây là nó nhiễm ở trong gan đó. Thì tại sao mình phải cần hiểu cái này, tại vì tôi nghĩ là những người ăn hải sản đúng không, ăn hải sản sống đó, như ốc nè đó, như cá tôm cua đổ này kia thì bị ảnh hưởng đúng không, chứ còn mà đặc biệt là những nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc đó, nó hay ăn sống mấy con đó đúng không, chứ còn ở bên đây cái Southeast Asian có nghĩa là nó tụi mình đúng không, có nghĩa là một trong tụi mình là Southeast Asian đúng không, còn nếu là East Asian thì có khả năng là Nhật Bản với Hàn Quốc đúng không, nhưng mà tại sao lại nó Southeast Asian, mình đâu có ăn sống đâu ta, mà sao mình cũng nhiễm mà không hiểu. Nhưng mà nói ở thế trong thầy, Ủa, thì ăn nhiều ở, mà ở Việt ăn Nam gọi ăn gỏi cá nhiều lắm thầy ơi. vậy luôn hả, tôi thì tôi Dạ không, vâng. ở nhà tôi cái gì cũng phải nấu mới ăn chứ tôi không ăn sống đó, bởi vì mỗi lần ai rủ tôi ăn sushi tôi nói thì tôi cũng nhợn nhợn, tôi không không phải không ngon nhưng mà có một cái là không có thèm, chưa bao giờ thèm món sushi, tại vì sao, hồi nhỏ tới lớn cái định nghĩa thèm của tôi là gì, có nghĩa là cái món ăn mà cái hương vị mình ăn qua ba mẹ mình nấu cho mình ăn đúng không, đó thì mình thích ăn mình thèm là do cái hương vị nó vậy, chứ đối với tôi mấy cái sushi chỗ này kia tôi không có thèm, có nghĩa là có ăn thì ăn có thôi chứ không có thèm, có nhiều người rất thèm nhưng mà ăn cái đó toàn là bị bệnh đó mọi người thấy không, đó đồ sống à, không có cái gì gọi là đảm bảo hết tại đồ sống đó. Rồi thì đây cho mọi người thấy ha, có nghĩa là ở đây người ta chia theo cái hướng là bị nhiễm cái con sáng đó hay không bị nhiễm con sáng đúng không, đó chứ không phải chia theo cái cách mà người ta phân loại trong cái sử dụng mô học để phân loại mấy cái này ha, không có đó. À, nhớ vậy rồi thì cái mà cái ung thư mật mật này á, ở gan á, thì có rất nhiều ở ở ở nhiều cái nước đúng không, đó mà đặc biệt là có cái bị nhiễm cái con này đó. Thì trong cái bài này người ta thu mẫu ở Hàn Quốc, ở Singapore, ở Tây Ban Nha, thu đủ mẫu hết ha, chứ không phải chỉ có một nước không, mà cái này có nhiều nước ha, người ta thu mẫu. Thì ở trong đây á, người ta thu mẫu là có 488 cái ha, và đến từ 10 đất nước.
Và người ta có 71 cái trường hợp, thì trong đó người ta có whole genome sequencing, rồi có target, rồi có exome sequencing, đúng không? Đó. Rồi người ta sử dụng mấy cái thông tin này làm cái copy number variation luôn, đúng không? Rồi người ta làm cái expression, thì cái expression của người ta thì sử dụng cái array đó. Và cái DNA methylation thì người ta cũng sử dụng cái array. Mấy cái này học hết rồi ha. Đó, ở đây tôi nói mà không hiểu nó là cái gì thì buồn lắm. Có nghĩa đây là whole genome sequencing, rồi target, rồi exome sequencing biết rồi đúng không? Mà copy number là gì rồi đúng không? Có nghĩa là cái này biết hết rồi. Gene expression cũng đây, nhưng mà người ta sử dụng array chứ không phải sử dụng ANA-seq. Mình đang học ANA-seq đúng không? Nhưng mà cái này là cái array expression. Đó. Thì cái array thì nó cũng giống như cái kia, nó cũng cho mình biết được là expression bao nhiêu đúng không? Nhưng mà cái này chỉ có trong những cái mẫu like đúng không? Mà có bao nhiêu thì mình biết bao nhiêu thì mình tìm ra những cái đó thôi. Và DNA methylation cũng array chứ không phải whole genome sequencing ha. Đó. Thì người ta làm những cái data này đó trên 489. Nhưng mà không phải tất tần tật 489 nha mọi người. Có nghĩa là cái DNA methylation nó có khoảng 120 mẫu. Đó. Còn cái gene expression nó cũng có 120 mẫu. Nhưng mà cái mẫu đó nó overlap lại nhau á, thì nó tạo nên rất là nhiều cái patient, lấy từ rất nhiều patient. Có là một số patient thì lấy DNA methylation, một số patient thì lấy gene expression, một số patient thì lấy whole genome sequencing, mà trong đó nó có overlap với nhau. Nhưng mà tôi không có tìm được cái thông tin overlap, tôi không tìm được. Đó, thì chắc là nó cũng muốn giấu, nó không muốn đưa cho người ta. Đó. Rồi, sau khi có những cái data này rồi, nó profile lên những cái data này rồi, nó mới làm cái công chuyện là nó cluster lại, đúng không? Có nghĩa là ví dụ như cái bệnh nhân đó có chung cái đặc điểm này, cái đặc điểm kia, vậy đúng không? Thì nó sẽ cluster lại thành bốn cái cluster. Nha. Thì cái cluster 1 á, với 2 á, là cái cluster là có nhiễm cái con sáng. Đó. Thì đặc biệt là nó sẽ có những cái bị cái ERBB amplification này lên. Ha. Đó. Và nó có cái T53 mutation. Trong khi đó cái mà cái nhóm mà ung thư đường mật mà không có nhiễm cái con sáng á là thì nó là cluster 324 đúng không? Thì nó có cái copy number của alteration luôn, và nó có cái BDL1 với lại BDL2 expression, nó có biểu hiện hai cái đó. Và nó có cái epigenetic factor như là IDH1 với 2 với lại cái BAP ha. Đó, thì cái này là cái mutation của epigenetic. Còn cái gene rearrangement á, chẳng hạn như là fusion hay là duplication đồ này kia đồ á, thì nó liên quan tới lại cái FGFR ha. Đó thì những cái gene này. Có nghĩa là sao? Sau khi người ta làm profiling rồi, người ta mới coi lại coi là đối với từng loại ung thư á, thì nếu mình chia theo nhóm như vậy á, thì nó có những cái gene nào nó có đặc biệt cho từng cái nhóm, thì nó thấy được như vậy. Thì một lát mình sẽ đi vào chi tiết ha. Ở đây chỉ tóm tắt hai cái phần chính là mình chia được bốn cái cluster này, thì nó chia thành hai cái nhóm, một cái nhóm là có nhiễm sáng và một cái nhóm không có nhiễm sáng ha, của những người mà bị ung thư đường mật này. Đó. Thì khi mà mình làm cái whole genome sequencing thì mình thấy được là cái FGFR2 này nè. Đó. Thì nó bị ngay chỗ 3' deletion này á, thì là nó là một cái cơ chế mà nó tăng lên cái regulation của cái FGFR2 này ha. Thì một lát mình sẽ thấy được là nó có cho show mình riêng một cái phần về cái FGFR2 này ha. Rồi, xong xuôi rồi người ta mới phân tích mấy cái đột biến, người ta thử coi coi là những cái đột biến ở trong cái promoter á, là cái vùng mà non-coding á, đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, và nó do cái gì regulate. Thì nó thấy được là cái H3K27ME3 đó ha, là nó associate với lại những cái promoter của associate với những cái CCA á, mà có cái đột biến ngay cái chỗ promoter. Nhưng mà cái này nó không có, đối với tôi á, tôi không có chấp nhận cái phần này. Tại vì sao? Nó không phải, nó không đang làm chip seq của cái H3K27ME3, mà nó chỉ coi cái đột biến đó để làm cái enrichment của cái những cái transcription factor đó đó.
anh làm enrichment analyst thôi. Thì cái này là những cái bằng chứng, nó không phải trực tiếp mà nó là bằng chứng gián tiếp thôi ha, không phải bằng chứng trực tiếp. Rồi xong rồi á, nó mới coi chi tiết cái DNA methylation của cái group 1 với group 4 này nè. Đó, tại vì mọi người biết làm sao, tại sao nó không coi 2 với 3? Tại vì 2 với 3 là cái mà nó lẫn lộn chính giữa. Đó, còn 1 với 4 là rất rõ ràng. 1 là cái bị nhiễm sáng, còn 4 là cái không bị nhiễm sáng, nó rất rõ, nó phân biệt rất rõ. Đó, bởi vậy là còn 2 với 3 là cái lẫn lộn chính giữa, bởi vậy là nó mới đi vô coi chi tiết cái 1 với 4 thì thấy được là nó có cái DNA hypermethylation đó ở trong cái CpG island là cái sò. Đó. Thì ở đây á, từ đó thì nó sẽ ảnh hưởng, nó cộng thêm với lại cái mutation signature á, mình cũng học rồi đúng không? Mutation signature là gì rồi? Thì nó gây ra những cái thay đổi trong cái pathway nha. Đó. Thì tức tần tật mấy cái mà người ta tìm ra được á, thì ở đây người ta muốn nói tổng kết lại là do genetic nè, epigenetic nè, environment nè. À, đó, environment đây là do mình expose vô trong con sáng, đúng không? Mình ăn con sáng đó, vậy đó. Thì nó tạo ra những cái mà subtype khác nhau. À, đó thì cái phần này phần kết luận. Đó. Rồi, như là cái take home message ở đây mình thấy lên được là để mà người ta có thể phân được cái subtype á, đúng không? Thì người ta phải sử dụng genetic nè, có nghĩa là whole genome sequencing ở đây, hoặc là target sequencing là exome. À, đó. Còn để mà phân loại chi tiết hơn nữa, đúng không? Thì người ta sử dụng thêm gene expression và DNA methylation để người ta thấy được nhiều cái thông tin hơn. Đó. Rồi, bây giờ tôi đi vào chi tiết. Thì đây, trước tiên là người ta sử dụng những cái thông tin đó là cái phần số 1 ở đây nè. Người ta sử dụng là interarray, mấy cái đống data này thì người ta phân được 4 cái nhóm. Có nghĩa là interarray cái genome sequencing nè, rồi gene expression nè, rồi DNA methylation nè, thì người ta thu được 4 cái nhóm. Thì đây mọi người thấy nhóm 1 là màu xanh trên đây nè, nhóm 2 là màu cam nè, rồi xanh lá cây, nhóm 3, nhóm 4 nè. Thì mọi người thấy được là cái nhóm 1 này là hầu như là nó coi cái look associate, mọi người thấy là nó là có màu bọt đô đó. Đó. Còn cái màu hồng này nó là cái look negative, thì mọi người thấy là cái nhóm 1 là hầu như là nó là look negative. Còn cái nhóm 2, nhóm 3 thì nó lẫn lộn. Đó. Còn cái nhóm 4 á, thì nó là cái nhóm 1 á, là look positive, và nhóm 4 là cái look negative. Là có nghĩa nhiễm sáng negative rồi này kia. Rồi xăm xui rồi, còn cái mấy cái location này thì nó cũng không có phân biệt ra, mình biết được là 4 với 1 nó có khác đó. Đó có nghĩa là nằm ở trong cái perilia nhiều là đối với lại cái nhóm 1, đúng không? Còn cái nhóm này thì nó nằm ở trong cái intrahepatic. Nói chung là tôi cũng không biết nó nằm ở chỗ nào cụ thể như thế nào, nhưng mà mọi người nhìn ở cái country nè, mọi người thấy là ở đây tương tự là nó đen là ở Thái Lan đó mọi người. Không lẽ ở Thái Lan nó ăn nhiều mấy con sáng hay sao ta? Mình không biết nó bị sáng nhiều hay sao á. Đó. Nè, cái này ở đây data show nha, chứ không phải tôi nói tầm bậy tầm bạ đâu nha mọi người. Ở country nè mọi người thấy không, là nó tím hết trơn nè, là Thái Lan nè, đúng không? Còn đỏ là Singapore nè, đó, rồi cái đen này Korea nè, rồi Pháp nè. Đó, thì mọi người thấy là hầu như là những cái chỗ mà nhiễm sáng á, là ở Thái Lan. Đó. Thì mọi người thấy làm sao? Trường em đang ở Thái Lan thì em thấy làm sao, nó nhiễm sáng nhiều lắm hả em? Dạ em đâu, tại em thấy vẫn bình thường, người Thái vẫn ăn uống giống người Việt mình nấu. Dạ, giống như người Việt mình nấu thì đâu có ăn sống gì đâu ta. Mà cái này không phải tôi nói nha, cái này người ta tổng kết lại nè, mọi người thấy không? Là cái mối liên kết giúp con số liệu này lấy từ mấy người ở vùng quê, chúng ta vùng quê của Thái Lan thì nó khác ở Bangkok. Chắc là vậy. Có thể mình giải thích vậy. Rồi còn sequencing thì người ta sử dụng whole genome sequencing là target rồi ha. Đó. Rồi, cái point mutation thì mọi người thấy là bên cái nhóm mà có con sáng á, nó nhiều cái point mutation. Mọi người thấy không? Đó. Nó nhiều cái point mutation lắm bên nhóm có nhiễm con sáng. Có nghĩa là nhiễm con sáng vô nó tiết độc vô hay làm gì đó mà làm cho cái genome của mình unstable, đúng không? Có nhiều đột biến. Đó, mọi người thấy không? Ở đây là nó có
gạch nhiều hơn so với bên đây. À, đó. Rồi copy number thì bên đây nó cũng nhiều hơn ở bên đây. À, nhưng cái mix này thì nó cũng cho mình thấy được là nó có những cái lạ riêng của nó. À, rồi cái gene expression thì mọi người thấy được cái nhóm một với nhóm 2 có cái profile gene expression nó tương đối giống nhau. À, còn nhóm 3 với nhóm 4 thì có gene expression nó tương đối giống nhau. Có nghĩa là những cái gene mà nó đỏ, nó highly expressed thì bên đây nó highly expressed thì bên đây nó không có highly expressed. Đúng không? Trong khi đó là bên đây cái nhóm chỗ này nè, nhóm 1, nhóm 2 highly expressed thì ở bên đây nó lại lowly expressed. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái nhóm 1, nhóm 2 thì nó liên kết với nhau, gần nhau hơn. À, tại vì mọi người thấy đây nè, con sáng là nó vậy đó thì nó giống nhau đúng không? Có nhóm 2 nó cũng có nhiễm sáng nhiều. Đó, còn nhóm 3, nhóm 4 thì ít nhiễm sáng, bởi vậy là tôi nghĩ là nó associate. Sorry mọi người nha. Sorry mọi người nha. Làm lại. Rồi. Nếu mà mọi người thấy tôi nói chi tiết quá mà mọi người không thích nghe thì mọi người nói tôi là stop đi nha, cho qua. Đó. Thì cái phần này nó chỉ là cho mình bốn thấy bốn subtype và những cái đặc điểm của bốn subtype đó thôi ha. Tôi đi tiếp tới cái phần denominator. Thì một lần nữa mọi người thấy cái CV size à, cái hàng là cái CV size, còn cái cột nó là cái sample, cái patient à. Thì mọi người thấy là ở bên cái những cái patient mà thuộc cái nhóm 1 á, nhóm nhiễm sáng á, thì cái vùng này nè nó có cái denominator cao đúng không? Đó, trong khi bên đây thì nó cái nhóm 3, nhóm 4 có denominator thấp. Còn bên đây thì nó vừa cao vừa thấp, nó chính giữa, nó lân lẫn. Đó. Thì thấy có vẻ giống như là cái denominator nó giúp phân biệt á, nó contrast á, nhìn nó có vẻ tốt hơn cái expression. Hả? Đó. Cái permutation nó cũng cho mình thông tin cũng khá rõ ha. Như vậy thì nếu mà mình kết hợp lại giữa đột biến nè, giữa biểu hiện gene nè và cái denominator nó sẽ giúp cho mình phân biệt được khá là tốt những cái subtype này. Hả? Đó. Rồi, do những ở đây những cái gene mà quan trọng đúng không? Thường những cái gene mà driver mutation nhé, như là TP53 nè. Đó, thì ở đây nó cũng ở bị nhiều ở nhóm 1, nhóm 2 đúng không? So với lại nhóm 3, nhóm 4 thì ít hơn. Đó. Và cái H3, K27, ME3, promoter đó. Đó. Thì cái này á là cái đột biến xảy ra của những cái promoter của H3, K27, ME3. À, nó lấy ở trong cái bài, có nghĩa là ở trong cái bài người ta làm cái chip xích cho H3K27M3, làm một vài bệnh nhân người ta lấy nó thử coi map lên coi thử coi là những cái vùng đó như thế nào. Thì cái này á nó chọn một lát cái phần một phần nó làm riêng á, để cho mình thấy là nãy trên đúng không, cái ý thứ ba này nè, ở ý thứ tư này nè đó, sorry ý thứ ba này, một hai ba đúng rồi, nhớ thứ ba, ý thứ ba này á, là những cái mà đột biến ở trong cái promoter này á thì nó nằm ở trên cái promoter của cái H3K27M3 của những cái gene đó, mà mọi người biết rồi cái H3K27M3 này nó là cái subject đúng không, nó hạn chế sự biểu hiện của cái gene, mà khi đó nó có đột biến ngay tại cái promoter đó thì không biết là tôi suy nghĩ tôi chưa có ra là nó đã suppress rồi đúng không, giờ nó có đột biến nó cũng đâu có biểu hiện đâu thì nó có chức năng gì thì mình không biết à, đó, nhưng mà nó inrict vô trong cái vùng đó. Nó gì đó. Rồi. Rồi, xong xuôi rồi ED12 thì mọi người thấy được là ở trong cái nhóm cái ED12 cái báp này nè thì nó rất ít. Ha, nó rất ít ở trong cái nhóm 1 với 2, trong khi đó là đại nhiều. Cái epigenetic á, có nghĩa là những cái này là epigenetic factor thì nó rất ít ở trong cái nhóm 1 2 nhưng mà là nhiều ở trong cái nhóm 4. Ha, mọi người thấy người ta highlight lên không? Đó. Ha. Rồi. Còn cái này là làm 2B với lại 2Q này không 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 quan trọng.
Rồi, như vậy là mình đã thấy được cái overview đúng không? Của cái đột biến, đó người ta phân nhóm và cái denormalization và cái expression người ta cũng phân nhóm đúng không? Dựa trên những cái profile của những cái patient sample này. Rồi xong rồi, hồi nãy cái ý ở chỗ này trên đây, ngay chỗ này mình nói được là cái nhóm 3 và nhóm 4 đúng không? Có cái biểu hiện của cái BD1 với lại BDL2 đó. Thì mọi người thấy là nhóm 3 với nhóm 4 ở đây nó vẽ ra cái nhóm 3. Thì mọi người thấy cái nhóm 3 ở đây nè. Đó, cái expression của nó trung bình là cao ở đây đúng không? Trong khi cái này là thấp. Đó. Cái này là tất cả các nhóm còn lại là cái BD1. Còn cái BDL2 á, thì là nhóm 3 ở đây nó cũng cao là trung bình. Ở đây những cái nhóm còn lại là nó thấp. Đó. Và ở đây là cái một cái khác nữa. Nhưng mà mọi người thử nhìn thấy coi là cái nhóm 3 nó ít sample lắm, nó chỉ có một nó có chỉ có 8 sample, tôi đếm 1 2 3 4 5 có 7 sample thôi. Nhóm 3 này nè. Bởi vậy là 8 ở đây tôi đếm sao đó, có 8 chấm ở đây cả thảy đó, tôi nhớ. Đó. Thì mình ít sample quá, mình đâu có dám khẳng định đúng không? Nó không show cho mình cái số 4, cluster 4, nhưng mà trên đây là nó nói là cluster 4. Đó, nó không show cái vẽ cái box plot cho 3 với 4 đúng không? Nhưng mà nó nói như vậy. Đó. Thì đây tại sao là người ta lại quan tâm đến BD1 và BDL2, tại vì là thường á, biểu hiện những cái này thì mình mới làm cái trị liệu miễn dịch được. Đúng không? Đó. Chứ còn nếu mà không biểu hiện mấy cái antigen BDL1 hay là BDL2 hay là BD1 thì mình đâu có áp dụng được cái phương pháp trị liệu miễn dịch. Đúng không? Đó. Thì đây là nó muốn nói là cái nhóm 3 thì chắc là sẽ tốt cho việc ứng dụng cái phương pháp liệu pháp miễn dịch để trị cho ung thư này. Đó. Còn rồi, xong xuôi rồi nó mới coi tới survival. Thì mọi người nhìn thấy trong đây cái survival của cái màu đỏ là cái nhóm số 4 có survival tốt nhất. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người mà bị nhiễm sáng đó là màu xanh này nè, là nhóm 1 đó, thì cái survival nó tệ. Cái survival tệ tại vì nó bị đột biến rất là nhiều. Nhưng mà ở trong đây cái hình này tôi cảm thấy nó hơi bị ngược với lại cái này. Đó. Rồi. Như vậy thì cái việc nhiễm sáng đó, nguy hiểm đó mọi người. Chứ không chơi đâu. Cái survival thấp hơn đó. Thế giờ cùng là bị ung thư đường mật hết nhưng mà mình bị nhiễm sáng thì survival thấp hơn. Đó. Thì thấy có vẻ cũng sợ 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 mấy ánh sáng rồi bây giờ. Rồi. Ủa nhưng mà nhiễm sáng có chết không? Nếu mà không bị ung thư gan thì nhiễm sáng có chết không? Cái này tùy, nếu mà điều trị được thì vẫn được. Tại là nếu mà tức là nếu mà bác sĩ lâm sàng họ nghi ngờ ấy thì họ ở ví dụ như ở Việt Đức ấy, thì rất là hay có bệnh nhân mà bị sán gan, sán lá gan đó thầy. Thì thường nếu mà bác nào mà tinh mắt ấy thì các bác đi cho đi test cái sán lá gan ấy, thì nếu mà dương tính thì có thể dùng điều trị thuốc chống ký sinh trùng được. Đó. Ngoài ra thì nếu mà tổn thương nó lớn quá thì có chỉ định phẫu thuật thì họ cũng mổ, mà bên chỗ Duy Thanh hồi em ở đấy em gặp đầy sán lá gan, mổ ra có cả tổ sáng cả cái nang ở trong đấy mà. Sợ nhất là nó không chết được đâu, nhưng mà nó ví dụ nó di lên di căn lên không phải di căn mà gọi là sán, mà nó kiểu như là nó phát triển mà nó ấu trùng nó chạy lên não các thứ ấy, thì nó gây động kinh rồi mổ mà lấy ra thì nó sẽ để lại di chứng thôi, chứ còn chết thì cũng không có chết. Ủa nhưng mà mình mổ gan của mình ra thì cái cơ hội sống còn còn được không em? Nó còn tùy thuộc vào bác sĩ Tuy nhiên nhưng mà chẳng thầy. hạn, Nói chung là ở Việt Đức thì em chả thấy ca nào chết vì mổ sán lá gan cả thầy. Ở Việt Đức thì toàn cao thủ mổ thôi, cứ sán lá gan lên các bác cái xét mà các bác cái mổ được là các bác cắt xoẹt đi phát xong độ chục ngày là bệnh nhân ra viện rồi về là thoải mái rồi, vô tư rồi. Vâng. Gan nó còn, chức năng tăng sinh bù Còn trừ được các thầy. đúng rồi, nó phụ thuộc vào cái phần gan còn lại ấy. Nhưng nói chung là gọi như nào nhỉ, ngay như ở bệnh viện Việt Đức chẳng hạn á, thì có hai khu vực mổ gan, một là cái khoa gan thường với một cái khoa là trung tâm ghép tạng. Thì những cái bác sĩ ở bên cái trung tâm ghép tạng thì họ mổ giỏi lắm. Em có một ca người nhà bị u máu gan chiếm gần hết gan phải rồi, còn tí xíu gan mô gan ở bên trái thôi,
lên các ông ấy cắt xong gan suy, em còn tưởng bệnh nhân chết rồi. Thế 10 ngày sau bệnh nhân về, mọi thứ phục hồi hoàn toàn, sống bây giờ đến bây giờ là cũng 5-6 năm rồi, vẫn vui vẻ khỏe mạnh, chả vấn đề gì. Mừng. Dù là Ủa, bị cắt phần lớn gan, cái khối nó to đùng này. mình cắt ra rồi gan nó có rô trở lại không? Nó có đặc tính đó. Nó sẽ nở bù ạ, cái gan À. của mình nó hay lắm, nó có khả năng nở bù và hoạt động bù lại được. Dạ. Nhưng mà mình đâu có thấy ai hiến gan trừ khi bị tai nạn giao thông chết rồi thì mới hy hiến thì đúng không? Chứ đâu có ai mà hiến gan được đúng không? Ví dụ Dạ vâng thận ạ, không, có ý hai em là cái. mổ ở trung tâm ghép tạng, tức là không nhất thiết phải là ghép tạng với mổ ở đó, mà mổ ở đó là toàn là bác sĩ họ giỏi, tại vì ghép tạng nó À. cũng đòi hỏi cái kỹ thuật cao ấy thầy. Thì nếu mà giả sử cái khối của mình mà nó rất là to ấy, nếu mà mổ ở cái khoa gan mật thường hoặc là ở tuyến dưới chẳng hạn thì có thể là bệnh nhân chết lâu rồi, nhưng mà được đưa vào cái bác sĩ giỏi ở trung tâm ghép tạng, họ mổ họ cắt, thì họ có cái kỹ năng bảo tồn cái phần nhu mô gan còn lại, rồi cái kỹ năng chăm sóc sau mổ của cái khu vực đấy nó rất là tốt ấy. Thì nó sẽ nâng cấp cái trình độ điều trị lên, kết quả điều trị nó lên nó sẽ tốt rất nhiều. Cho nên là không phải là bệnh, một phần là thứ nhất là bệnh ở giai đoạn nào, thứ hai là ai là người điều trị cho mình thì cái đấy trọng lắm thầy. Vâng, Cắt chứ không phải là cứ bị là chết đâu. gan cắt 2/3 xong là vẫn tái tạo được. Đúng rồi, Tái cái tạo thể tích gan được. còn lại là ngon lành cành đào. Rồi thì mọi Đúng. người nhìn vô trong đây là nó theo cái column á, có nghĩa là nó có cái matching á, giữa cái expression với lại DNA methylation với lại whole genome sequencing á. Nhưng mà nó không có để cái chỗ đó cho mình biết là cái mã số của cái này là thí dụ như cái cột đầu tiên là cái sample đầu tiên là mã số 1 đúng không? Thì cái DNA methylation của cái expression là 1 thì cái này nó cũng là DNA methylation là cũng là 1 đúng không? Để mình biết mà mình phân tích lại nó không có để mấy đó mọi người. Nó có cái GEO của hai cái này nhưng mà nó tôi muốn phân tích thử coi là cái expression với lại DNA methylation nó có correlation với nhau theo cái nguyên tắc mà mình thấy bình thường hay không nữa. Nó không có để mình làm. Để tôi tìm thử chi tiết hơn coi, tại vì tôi mới xem qua buổi sáng này thôi. Nó bởi vì là chưa có đi chi tiết kỹ nhưng mà tìm chưa thấy. Đó. Rồi, như vậy thì tóm lại là có một cái thông tin để cho mọi người biết nữa là những người nào bị ung thư gan đúng không? Không có cái bị nhiễm sáng thì nó có cái survival tốt hơn so với là nhiễm sáng. À, trong đây nó rất là rõ ràng. Đó. Rồi. Hình dung ra được không? Nhớ ha, có nghĩa là cái DNA methylation nó cũng giúp cho mình phân biệt được, là cái expression cũng giúp cho mình phân biệt được, và cái point mutation cũng giúp cho mình phân biệt được mấy cái nhóm này. Đó. Thì nhóm 1 với nhóm 4 là rất là tách biệt với nhau đúng không? Nhóm 2, nhóm 3 thì nó giữa giữa. Đó. Nhóm 1 thì có nhiều đột biến, nhóm 4 thì ít. Đó. Còn cái nhớ được là thêm cái EGF ở FFGFR với lại cái BAP1 với lại IDH12 thì nó không có ở cái nhóm nhiễm sáng đúng không? Trong khi đó là những cái nhóm không nhiễm sáng á, thì là nó có cái đột biến ở trong những cái epigenetic đó. Tại sao mình còn phải nhớ mấy cái này để làm cái gì? Tại biết sao là ví dụ như là nó có nhiều ở bệnh nhân này á, người ta biết được những đột biến này có nhiều ở đây á, thì người ta target vô trong cái này để người ta làm liệu pháp trị liệu đúng không? Đó vậy đó. Chứ không phải ở đây thì nói ra để cho mọi người cảm thấy nó hay ho như thế nào, không phải. Có nghĩa là về mặt lâm sàng á, thí dụ như mình biết được là cái những cái bệnh nhân của cái subtype này nó có nhiều những cái đột biến này á, thì mình sẽ hướng trị liệu vào hướng target đúng không? Tôi thiết kế thuốc cho nó target vào trong những cái gene này đó, hoặc là target vào trong những cái mà nhân tố regulate những cái gene này, ví dụ như vậy đúng không? Đó. Thí dụ như trong trường hợp B này cũng vậy, tại sao người ta lại để cái PD1, người ta quan sát PD1 với PDL2 để làm gì? Đúng không? Tại vì những cái này, cái subtype số 3 này nó có biểu hiện những cái gene này nhiều quá. Đó, thì nó sẽ giúp cho cái việc trị liệu bằng cái phương pháp miễn dịch sẽ tốt hơn, ví dụ như vậy đó. À, tức tần tật người ta profile ra không phải chỉ để nói cho mình biết là nó như vậy, mà người ta nói mình để cho mình biết được là cái nghiên cứu này nó sẽ ứng dụng được trong cái việc là lâm sàng sao đúng không? Đó. Rồi tôi đi tiếp thì cái hình D đây thì người ta muốn nhấn mạnh lại đúng không? Đó, đó với lại từng cái ở trên là chung hết đúng không? Còn đây người ta nhấn mạnh về cái những cái thay đổi về mặt genetic đúng không? Đó thì nó có là cái nhóm 1 là nó có SNV rất là nhiều, có nghĩa là single nucleotide, mình thấy rõ ràng nè, nhóm 1 nè đúng không, cái point mutation nè rất là nặng nề
đúng không? Đó, nó hai gịch cái SNB đó vậy đó ha. Rồi nó có cái TB53, rồi nó có cái RACA1, RACA2 mutation, đúng không? Rồi nó có những cái đột biến nó nằm ở trong cái H3K27 rồi motor của những cái này đó, mà tôi chưa hiểu được là nó regulate cái gì hết ha. Có nghĩa là mình hiểu đây là hiểu là nó là cái gì, nhưng mà cái cần sequence của nó thì không hiểu được, hoặc là cái mà regulate nó mình chưa có hiểu cái cơ chế đó ha. Rồi copy number thì nó có cái ERS BB2 amplify này, đúng không? Đó, gene expression thì cái này nó tăng lên tại vì nó được amplify lên copy number, bởi cái expression nó tăng lên là nó consistent, đúng không? Đó. Rồi, mọi người thấy bên đây thì nó có đặc biệt là nó có cái FGFR, ha, cái family FGFR của cái nhóm 4 này nè, ha, đó. Và hồi nãy cũng thấy là ở cái BAP1 là cái epigenetic á, những cái epigenetic factor như là BAP1 nè, cái ID1, 2 nè, là nó cũng có nhiều cái đột biến, ha, đó. Nhóm 4 thì better prognostic ha, cái này là poor prognostic ở nhóm 1, 2, 3, đó, so với là nhóm 4. Và đối với cái DNA methylation á, thì cái CBG island á, là nó bị hypermethylated. Còn trong khi đó cái so thì nó bị hypermethylated ở trên đây. Mọi người cũng đã được giới thiệu rồi đúng không? CBG island ở CBG island với là so, đúng không? Có nghĩa là một những cái đứa trên đảo á, nhóm 1 ha, nhóm 1 thì những đứa trên đảo là bị methylated. Đó. Còn cái nhóm 4 á, thì những cái đứa mà ngoài đảo á, thì bị methylated. Ừ, nó lạ luôn vậy. Mình nhìn ở đây mình thấy được là tụi nó không có chung với nhau, bị methylated thì cái nhóm này là đảo nè, CBG island nè, đúng không? Còn cái này bị methylated ở shore. À, cái này ngay chỗ đảo thì nó là hypo. À, đó, còn ở shore thì ngay chỗ shore thì cái nhóm 1 là hypo. À, đó. Thì người ta cũng tổng kết lại. Ở đây là nội dung chính của nguyên cái bài này luôn. À, còn mấy phía sau là mấy cái lằn nhằn không quan trọng. Đó. Bởi vậy là mọi người có muốn đi tiếp không, hay là đã nắm được nội dung chính của cái bài là được rồi. Tại vì thực chất ở đây nó đã xong hết cái nội dung của nó rồi đó. Đúng không? Đó, cái whole genome nó cho mình thấy là cái FGFA nãy đó, untranslated nè. Rồi cái promoter của nó là H3K27 á. Đó. Rồi bây giờ mình chỉ có cái phần DNA methylation nó có 1, 3, 4 thì nó có CBG lên nó so. Đó, vậy thôi. Thì tất tật nguyên cái bài này là nội dung của nó là trong cái hình này là xong hết rồi đó. Ok không? Được không? Thì sau cái đoạn so với island xem để thích hay không. Ok. Nó nằm ở cái đây, cái hình số 5. Thì cái cluster 1 á là nó nằm ở trong cái island hypermethylation. Đó. Ở đây là cái những cái CBG size nó nằm ở trong cái CBG island chỗ này nè. Đó. Thì nó hypermethylation. Đó, còn ở chỗ này nó không có. Nhóm 3, nhóm 2, nhóm 3 nãy trên nó low methylation. Đúng không? Đó. Còn trong khi đó đây cũng low methylation. Còn cái so ngay chỗ này là cái so nè. Đúng không? Đó. Thì là chỗ này nhóm 4 là hypermethylation tại chỗ so. Trong khi đó những cái chỗ này bên đây thì là không có cao. Đúng không? Đó. Thì ở đây nó chia làm cái màu mà ở bên đây là nó quay lại cái cũ thôi, ở trên cái cực hình trên thôi, đúng không? Đó, nó có cái bị nhiễm sáng, đúng không? Là nhiều ở trong cái nhóm 1, đúng không? Còn cái nhóm 4 mà không có nhiễm sáng. Rồi nãy em cũng nói với mọi người là cái epigenetic factor là cái BAP1 á, với lại cái 3B21 với lại cái ID12 nè, là những cái epigenetic factor. Thì nó bị nhiều đột biến á, ở trong cái nhóm 4 là ngay chỗ cái so. À, ngay chỗ cái so chứ không phải là CBG island, ngay chỗ cái so. Thì tôi biết được là cái BAP này á, là nó liên kết với lại mấy cái, một cái số cái như là H3K27 ở trên đó ha. Đó, thì có khả năng là nó không có mang không phải nó bị đột biến rồi nó mang được thêm hay sao đó tới, chẳng hạn như H3K43 nó làm tới chỗ so này nè, bị methylated đó. Thì trong cái bài này nó không có giải thích cơ chế, mình có thể làm sâu vào để mình biết được coi như thế nào. Đó, thì có khả năng là có những cái bài khác người ta chứng minh, nhưng mà người ta sẽ làm ở trên stem cell hay là người ta làm ở trên một số cái khác chứ không có làm ở trên cái này. Nhưng mà cái này là một cái data tốt để mình có thể đi sâu vào thử coi là những cái đột biến này nè,
nó sẽ ảnh hưởng consequent tới cái gì mà làm cho cái DNA methylation ngay chỗ này nó cao, ngay cái so. Tại vì mọi người cũng biết rồi, tôi đã nói một cái bài rất là lâu rồi, đúng không? Có nghĩa là có một số cái factor nó sẽ mang tới cái đứa đó đó, cái DMGA với GB là nó làm de novo methylation đó, nó không có tự tới chỗ đó mà nó làm methylated được, nó cần cái tour guide đó. Thì không biết tại sao cái BAP này hoặc là cái ID này nó bị đột biến á, thì cái tour guide đó nó lại mang, có nghĩa là nó mất đi. Tôi đây tôi giả thuyết thôi nha mọi người, đừng có nói là tôi nói là lý thuyết, không phải tôi giả thuyết đó. Nó không có đúng trong textbook tí nào, không có ai làm, tôi nghĩ thôi. Có nghĩa là khi mấy cái đứa này bị đột biến á, bình thường á, cái BAP với lại cái ID này á, nó gắn với là DMT3A3B, đúng không? Để tới cái chỗ nào cần. Nhưng mà khi mà nó bị đột biến rồi, nó không có gắn được. Thì khi nó không gắn được á, thì một mấy cái đứa khác nó tới, nó gắn được, thì nó mang tới cái chỗ này, nó methylated. Đúng không? Đó, khả năng như vậy thôi, không biết. Đúng không? Đó, thì mình tưởng tượng. Mình có quyền tưởng tượng mà, đúng không? Đó, mình có quyền mơ hay là gì đó, mình cứ suy nghĩ gì mình tưởng tượng. Thì cái khả năng là như vậy, tôi không biết ha. Đó. Rồi, xong xuôi mọi người nhìn vào cụ thể trong đây thì thấy là ngay cái chỗ mà cái cluster 1 á, thì cái chỗ CPG Island chỗ này nè, đó, thì nó có cái DNA methylation cao, đúng không? Đó. Còn cái so là gì? Cái so là ngay chỗ mà CPG Island 2KB lên phía trước, đó, thì nó có cái methylation ở chỗ cái cluster 4 là cao. Đó. Ha. Thì mọi người thấy người ta vẽ cái profile nè. Đối với lại cái hyper ở Iceland á, đó là cái cluster 1. Còn ở trong cái cluster 4 á, thì nó là hyper ở trong cái CPG Shore. Ha? Nó thấp ở trong CPG Island nhưng mà nó cao ở Shore. Thì người ta vẽ cái hình tổng kết lại. Ha? Đó. Rồi, xong rồi á, người ta mới tới đây người ta làm thêm một bước nữa. Có nghĩa là người ta coi thử coi là CPG size á, thì nếu mà nó bị đột biến trong cái C thành T rồi đó, đúng không? Thì nó đâu còn nữa đâu. Thì người ta thấy được là ở trong cái cluster 1 này nè, nó có cái đột biến ở trong cái chỗ C á, của cái pattern CPG á, đó, nó chiếm nhiều hơn so với lại 2 với 3. Đó. Thì đây nói lên là ở đây nói lên là cái cluster 1 này nè bị rất là nhiều point mutation, đúng không? Mà cái point mutation đó nó lại rơi vào cái chỗ trong chỗ cái CPG này. Đó. Thì thường á CPG Island sẽ có rất nhiều cái CPG size, đúng không? Trong khi đó cái so thì nó lại rất ít CPG size. Nói vậy đó. Bởi vậy là cái này á, nó lại nằm ở bên cái DNA methylation đó, nó có thì nó lại nằm ở trên cái chỗ cái nhóm này nè, ngay chỗ so đó. Thì ở đây người ta giải thích là do cái point mutation ở trên đây nó rất là nhiều nè. Mọi người nhìn lại kỹ là cái nhóm 1 point mutation nè. Đó. Point mutation đây nó có rất nhiều. Đó. Và nó có nhiều ở đây thì nó chủ yếu nó rơi vào trong cái CB size. Đó. Bởi vậy là mà cái CB size á thì nó lại nhiều ở trong CPG Island, bởi chỗ này á, cái CPG Island nó có nhiều bởi nó có ảnh hưởng, đúng không? Còn ngay chỗ cái so, ngay chỗ này nè, đó, là ít CPG size, mà nó còn bị đột biến nữa bởi vì là nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi cái này thì nó lại không có bị đột biến permutation nhiều. Thì khi mà cái CPG size đó nó có bị đột biến, nhưng mà nó lại không ảnh hưởng, nó ít mà, nó không có nằm ở trong cái chỗ so này, bởi vì nó vẫn có DNA methylation, đó. Ý người ta muốn giải thích thêm đó, nhưng mà tôi nghĩ là không thuyết phục lắm đâu nha mọi người, không thuyết phục lắm đâu đó. Rồi còn cái signature 5 thì nó không có significant, thì mọi người biết là cái signature này là mình có ở trong cái mutation signature mình đã học rồi, đúng không? Có nghĩa là có pattern nào pattern thì người ta lấy mấy signature ra người ta coi thử, thì cái signature này C thành T á đó thì nó enrichment và nó significant ở trong cái cluster 1, đúng không? Đó. Và significant đây có nghĩa là mình nhìn đây mình thấy rõ ràng là nếu mà so trung bình á, ở đây có 100 thôi đó, còn đây tới 1000 lần à, nó khác nhau một trời một vực đó mọi người à, trung bình. Rồi vậy là xong rồi, có ai muốn hỏi thêm gì không? Thì đây người ta cũng làm tiếp cái ở trên á, để coi coi nó có cái mutation á, nó overlap với lại cái
methylated với unmethylated á, người ta thử làm overlap coi nó như thế nào thì thấy là rõ ràng ở trong cái nhóm 1 đúng không? Đó. Thì ở đây nó significant khác biệt giữa methylated với unmethylated mà có cái đột biến overlap đó. Trong khi đó ở trong đây nó không có. Nhưng mà mọi người cũng biết được là ở trong cái cluster 1 này có rất nhiều đột biến. Đó, bởi cái khả năng của nó significant nó là cao hơn. Còn này mình thấy là nó ít có đột biến lắm, bởi vì làm sao mà nó significant được nhiều. Đúng không? Bởi vì là đây là non significant. Đó. Thì đây người ta thử vẽ coi là người ta correct lại. Tại vì ở đây nó có cái bias về cái số đột biến. Đúng không? Đó, và bias về cái denemethylation nữa. Bởi người ta correct lại để người ta coi thử coi là cái frequent allele frequency đó, cái variant allele frequency như thế nào. Thì người ta thấy được là cái distribution ở đây nó chia làm bên cái cluster 1 chia làm hai cái distribution rất là rõ, một cái là thấp và một cái là cao. Trong khi đó cái cluster 4 thì nó lúc nào cũng cao. Đúng không? Chứng minh được là nó có cái associate. Thì đây mọi người thấy cái hai cái distribution nè, một cái cao một cái thấp nè. Đúng không? Đó, một cái cao một cái thấp. Đó, nhưng mà người ta đã correct lại rồi. Trong khi đó trong cluster 4 thì nó chỉ có một thôi, một cái đỉnh thôi. À, chứ nó không có hai, cái này là bimodal quá. Có nghĩa là một cái nó regulate theo một cái hướng khác nhau. À, đó. Rồi, nhưng mà cái này bằng chứng này nó không có mạnh gì hết đúng không? Nó cho chi cho mình thấy gì hết chứ nó không có nói lên được là cái này gây ra cái kia không có. À. Rồi, bây giờ mình đi vào trong cái model. À. Thì đây người ta muốn nói gì? Người ta nói là có hai cái subtype cluster 1 với là cluster 4 là hai cái subtype nó rõ ràng. Đó. Còn 2 với 3 là nó mix. Nó không có rõ ràng. Đó. Thì trong đây tôi không biết được là dùng cái từ mà extrinsic carcinoma với intrinsic là mình hiểu như thế nào. Em giúp tôi được không Hiệp? Extrinsic thì yếu tố ngoại lai. Thường là ví dụ nhiễm khuẩn hoặc là viêm nhiễm mãn tính thì nó sẽ tác động lên cái DNA của mình. Còn cái intrinsic tức là cái yếu tố gen nội tại. Thì thực ra cái bài này thì người ta không chia ra cái tiếp mô bệnh học, nhưng mà vì những phần lớn cái mà cluster 4 thì nó sẽ xảy ra trong cái đường mật nhỏ trong gan ấy. Khoảng 50% của cái u phát triển trong đường mật nhỏ này là không tìm thấy nguyên nhân. Không rõ nguyên nhân, không được. Còn cái đường mật lớn thì thông thường nó liên quan đến nhiễm đường mật mãn tính mà hay gặp nhất đây là sán. Cái này chắc là họ lấy số liệu từ Thái Lan và nhiều. Mà nếu mình nhiễm sán thì nguy cơ bị ung thư đường mật nó tăng lên gấp 1.000 lần so với người không bị nhiễm. Một cái tỷ lệ risk score dữ quá, tới 1.000 lần lận thì rất là dữ dội. Rồi, thì mọi người thấy là ở đây là cái quá trình mà cái đột biến á, nó làm cho loãng đi cái phần mà denemethylation á, đó, rất là nhiều. Đó, nó làm loãng đi tại vì nó bị là cái deamination, có nghĩa là cái CB site này nó không còn là CB site nữa mà nó là T. Đó, nó biến từ C thành T nè, chỗ này nè, mọi người thấy không? Đó, có nghĩa là nó bị loãng đi cái denemethylation. Đó, còn trong khi đó thì cái này nó không có. Đó. Mà ở đây là nó nhấn mạnh lại là cái driver mutation, cái IDH1 này nè, đó, khi mà nó bị đột biến á, thì nó làm thay đổi cái denemethylation là tại vì cái này là nó là epigenetic factor mà. Đúng không? Nó có cái vai trò trong một cái pathway để đem cái denemethylation tới cái chỗ đó thì nó làm thay đổi theo cái hướng đó. Ha. Còn đây nó thay đổi là không phải epigenetic factor mà nó thay đổi là do cái đột biến nó nhiều quá. Nó làm thay đổi cái CB site. Ha. Nó làm thay đổi cái sequence, đó, cái genetic của mình. Đó. Thì do nó không phải là CB site nữa thì cái DMT tree A với tree B nó không có nhận biết được để nó methylated. Ok không? Hiểu không? Hai cái hướng này là hai cái hướng modification khác nhau, thay đổi cái denemethylation đó, đó hướng khác nhau. Một cái là thay đổi những cái gene mà nó nằm trong cái pathway để làm thay đổi denemethylation. À, có nghĩa là cái này nó mang tính gián tiếp đó. Còn cái này là nó thay đổi cái genetic á, mà cái genetic thay đổi rồi thì cái DNA enzyme mà nó làm cái phản ứng đó, nó không có nhận biết được. Nó phải có cái pattern CG thì nó mới gắn cái nhóm CH3 vào. Bạn giờ nó không phải CG nữa, nó là TG thì nó đâu gắn cái nhóm CH3 vào. Đúng không? Đó. Thì hai cái hướng này là hai cái hướng khác nhau. Nó gì đó. Rồi. Cái này em hỏi một cái. Tức là em là cái nhóm 4. Hỏi tôi nữa, tôi không biết gì đâu. Vâng em ạ. Cái nhóm 4 thì thông thường thì đây là người ta chỉ đề cập đến cái IDH 1 hoặc 2.
Nhưng mà cái này chỉ chiếm tầm 20% thôi. Còn cái các cái gen còn lại, ví dụ như BAP1 ấy và cái ARID1 ấy, cái nhóm đấy thì thường nó liên quan đến cái chromatin accessibility. Tức là thì nó sẽ có Là cái gene nào nha em, để tôi quay lại cái list của nó ở đây. cái BAP1 ấy. BAP1 À, cái bác quan, ok. với cái ARID1 này, và có một cái gene nữa, nhưng cái BP1 nữa, nhưng cái này nó bài này nó không trình bày thực ra. Cái BP1 nó nằm trong cái 3P 3P21, tức là thì nó là lót cái đấy, thì nó sẽ có, nếu mà biến đổi từ trong cái gene này thì nó chiếm tầm 60% trong cái ung thư cái đường mật nhỏ trong gan này, cái nhóm 4 này này. Thì cơ chế thì ví dụ trong nghiên cứu khác thì trong các ung thư khác thì nếu mà lót cái này thì nó sẽ liên quan đến cái chromatin accessibility. Thì này sẽ có linking infection, nhưng mà cái downstream effect xuống dưới chỉ cả cái này thì người ta không chưa đo lắm. Ví dụ như mà hơn nữa, ví dụ như em nghĩ là chromatin accessibility có lẽ là khá là cell type specific, đúng không? Nó bị tế Đúng bào này, cơ quan này có thể nó có ảnh hưởng khác, nhưng mà cái chromatin structure với ở vị trí cơ tế bào khác thì có thể nó khác. Cho nên là ảnh hưởng cùng một cái gene đấy, BAP1, nhưng mà tế bào đường mật có thể nó khác với tế bào gan hoặc tế bào khác. Thì hiện tại em đang muốn tìm hiểu cái cơ chế này. Ví dụ cái BAP1 này nó có một nhóm họ làm rồi, nó knock down cái đột biến này. Còn có một cái số gene khác nữa, với những cái mà hơn nữa là 50% của cái ung thư đường mật này không rõ nguyên nhân, nhưng mà thì bây giờ mà tổn thương tiền ung thư cũng chưa biết. Cho nên đó là một câu hỏi. Cái mà FGFR này thì nó chiếm đi tầm 10 11% 12% đấy. Thì đây mọi người cũng thấy là nó có nghĩa là mình nhìn thấy nó enrichment đó, nhưng mà nó không có mạnh dữ dội đó, nó không có Dạ. mạnh dữ dội nhưng mà thấy là nó có. Rồi có ai muốn bổ sung thêm, có giúp bổ sung thêm không mọi người? Ở trong đây chỉ làm mấy cái fusion của mấy cái gene FGFR hồi nãy nói trên cái phần kia đó, để người ta giải trình tự là người ta tìm mấy cái fusion của nó ha, thì cũng không có gì là đặc biệt hết. Thì một lần nữa là cái gene FGFR expression ở trong cái wild type nó rất là thấp đúng không, nhưng mà ở trong cái những cái mà có cái đột biến đó, đó thì nó rất là nhiều, nó cao ha, so sánh. Rồi cái bài hôm nay thì tôi biết được tôi không có đủ chuyên môn để nói hết đúng không, nhưng mà ít nhất ở đây á mình đọc xong cái bài này rồi mình cũng có được cái thông tin đúng không, đó là mình thấy được là thứ nhất vai trò của cái đột biến đúng không, có nghĩa là cái subtype mà hồi nãy Hiệp mới vừa nói, nó ống nhỏ, tại vì ở đây là ống lớn nè, rồi đi ra sâu sâu ở đây nữa thì là ống nhỏ đúng không, cái ống nhỏ thì là cái cluster 4 á, thì nó bị đột biến ở những cái primer mutation, nhưng mà ở đây là cái epigenetic factor như là IDH1 đúng không, đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái DNA methylation đó. Ở trong đây thì người ta không có để là nó ảnh hưởng như thế nào đúng không, đó ở đây là một cái khoảng trống để cho mình có thể làm được đúng không, có nghĩa là người ta thấy có đột biến đây và cái DNA methylation nó sẽ tăng lên cái chỗ cái so đúng không, không chỗ phải chỗ CPG lên mà chỗ so cái gì đó, thì câu hỏi đặt ra là tại sao đúng không, nếu mình muốn làm tiếp đó. Còn bên đây thì nó không phải do đột biến ở những epigenetic đó, mà do cái đột biến nó nằm ở trên cái CB site đó, cái xác suất mà nó nằm đó thì ở đây là người ta đã chứng minh được là nó không phải random đâu, nó không phải random đó, mà nó là nó significant đó ha, có nghĩa là đột biến nằm ngay chỗ cái C đó, nó C nó biến thành T bởi vì là nó không còn có cái methylation chỗ đó nữa đó. Rồi rồi ở đây một đống thứ đó, liên quan tới cái subclonal variation rồi heterogeneity nữa đúng không, theo thời gian đó. Rồi có ai có ý kiến bổ sung thêm hay là gì không mọi người? Rồi không có ai bổ sung thêm gì, cảm ơn mọi người rất nhiều ha, tôi nói cỡ 45 phút thấy cũng ok.
Rồi, cái bài này là ở trên Cancer Discovery ấy, mọi người, nó impact factor khá là cao quá ha. Đó. Thì tôi thấy cái data nó cũng tốt, nhưng mà tôi chưa tìm được cái matching của cái expression với denominator để tôi tìm từ từ. Rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha, đã cố gắng lắng nghe. Thầy, em nhờ thì em gửi cái hình trong để xem bên em. Rồi, thấy rồi em. Thì mời em cái hình này, tức là cái mà BAP1 ấy thì nó là chính ở vị trí cái BAP1 này này. Thì nó sẽ đột biến, nó nằm trong cái complex này. Cái complex này nó có nhiều complex, nhưng mà cái trong ung thư mật đường mật thì cái BAP1 ấy thường hay là nằm trong cái C-BAP ấy, C-BAP. Cái này. C là trên trên là cái chỗ enhancer ấy. Vâng. À, ừ. Cái đấy thì còn một cái đột biến nữa thì nó sẽ nằm trong cái P-BAP ấy, chỗ promoter ấy. Thì trong ung thư đường mật cái cluster 4 ấy thì đột biến ở hai cái vị trí này rất là nhiều. Thì cái cơ chế mà nó ảnh hưởng đến cái downstream effect của cái này thì như thế nào chẳng hạn. Thì em đang muốn tìm hiểu cái cơ chế của cái này. Như cái BAP C BAP 1 thì cái chỗ C BAP ấy thì có một nhóm ở nó làm, họ làm rồi, còn cái chỗ P Ủa BAP mà này họ làm, họ đã công bố bài của họ chưa nhỉ? họ công bố trên Cell. À, cái C-BAP này hay. Vâng. Có nghe Tức là đột biến. trong trong cái C-BAP thì nó có nhiều cái complex, nhưng mà cái BAP1 nó là một trong các cái complex của cái C-BAP này, một trong cái thành phần của C-BAP này. Thì đột biến thì nó sẽ làm thay đổi cái đột biến gene ở đấy. Cái hình số thì có cái hình đen trắng số 2. Tôi không biết được là cái IDH1 đó, nó là IDH1 thì nó sẽ thay đổi cái DNA methylation là chính. nhưng mà nó nằm ở trong cái nó có nằm ở trong mấy cái nhóm này ở đây không Không em? không, nó không nằm trong này, nó chỉ là cái gene ở trong thi thể đấy. Khi mà À. đột biến IDH thì nó sẽ tạo ra cái metaboly bất thường. Metaboly đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gene gene mà methylation ấy, cả cái men thì nó sẽ làm tăng methylation trong cái này, chứ nó không có đấy. Đây cái hình mà đây là một cái mô hình mà thực ra cái whip complex này nó luôn là nằm cái nhóm này, là cái mà thường hay gặp trong ung thư đường mật. Thì cái này hay gặp khoảng 40% trong cái trong ung thư thận tế bào sáng, còn cái này trong ung thư đường mật thì nó chiếm khoảng tầm 20%. Nhưng mà đây là cái mô hình như thế, nhưng mà cái cơ chế cho downstream effect chẳng hạn thì bên dưới là chưa rõ. Thì bây giờ ví dụ như cái này mà làm có thể làm kết hợp chip seq với RNA seq được đúng không, hay là làm theo cái mô hình kiểu kiểu này. Thì thực ra cái mà target gene này, cái nào close cái này open cụ thể thì cũng không rõ, em không, mình không, cái này chưa chưa làm chưa chưa nhóm nào làm trong ung thư đường mật rồi. Có gì em gửi tôi cái bài mà người ta làm trên sale á, nãy mới nói á, ha, thử coi coi vâng nếu vâng vâng là phân cái phần mà C-BAP này, để coi vâng người vâng ta giải quyết vấn đề như thế nào. Tại vì á, hồi nãy trong đó mình thấy là có liên quan tới H3K27M3 đúng không? Chứ đâu có liên quan tới cái H3K27M7 đâu. Bởi vì không biết là quan tâm là cái complex này nó hay cái nó bị recruit ở, nó gắn vào cái chỗ mà có H3K27AC. Còn nếu mà cái nó thay đổi cái này thì nó không thay đổi cái gắn của cái này vào đấy.
Rồi, cảm ơn Hiệp rất là nhiều. Dạ. Quá nhiều thông tin đúng không? Tôi cũng không có consume nó được hết một lúc. Phải từ từ, từ từ. Rồi. Có ai có ý kiến, có hỏi gì không mọi người? À, như vậy thì tuần sau thì sẽ nhóm Transport Element ha sẽ báo cáo đó ha, rồi xong rồi mình cứ đi tour, tiếp tục đi tour giống vậy.